Trước hết chúng ta ôn lại khái niệm song ánh. Hàm F là song ánh nếu nó vừa là đơn ánh vừa là toàn ánh. Từ đó suy ra rằng F sẽ không là song ánh nếu nó không là đơn ánh hoặc F không là toàn ánh. Ví dụ 1. Cho F là hàm từ tập A gồm các phần tử A, B, C, D và tập B gồm các phần tử 1, 2, 3, 4 được xác định như sau: FA bằng 4, FB bằng 2, FC bằng 1, FD bằng 3. Hỏi hàm F có là song ánh. Chúng ta sẽ biểu diễn hàm F dưới dạng đồ thị. Các phần tử thuộc tập A, các phần tử thuộc tập B. FA bằng 4, FB bằng 2, FC bằng 1, FD bằng 3. Chúng ta thấy rằng hàm F là đơn ánh bởi không có hai phần tử nào trong tập A được gán cùng một giá trị trong tập B. Hàm F là toàn ánh bởi tất cả 4 phần tử trong tập B đều là ảnh của các phần tử trong tập A. Bởi F là đơn ánh và là toàn ánh, do đó F là song ánh. Ví dụ 2. Cho A là một tập. Hàm đồng nhất trên tập A gọi là hàm IA. Từ tập A vào chính nó. Trong đó IA đối với phần tử X sẽ bằng X với mọi X thuộc vào A. Hỏi hàm IA có là song ánh. Chúng ta thấy rằng hàm IA là đơn ánh bởi với mọi XY là các phần tử tùy ý. Nếu X khác Y thì IAX khác IAY. Hàm IA là toàn ánh bởi mọi phần tử của tập A đều là ảnh của chính nó qua hàm F. Bởi IA vừa là đơn ánh vừa là toàn ánh, do đó nó là một song ánh từ tập A vào chính nó. 3. Xác định xem các hàm sau có là song ánh từ tập số thực vào số thực. A. Fx bằng 2x cộng 1. B. Fx bằng x bình cộng 1. C. Fx bằng x mũ 3. D. Fx bằng x bình cộng 1 chia cho x bình cộng 2. Đối với trường hợp câu A, chúng ta thấy rằng nó là song ánh. Cách thức chứng minh các bạn có thể làm như trong hai ví dụ trước. Trường hợp câu B nó không là song ánh bởi nó không là đơn ánh. Chẳng hạn chúng ta lấy hai phần tử x và trừ x là có được gán chung cùng một giá trị, đó là x bình cộng 1. Do đó nó không là đơn ánh. Và trong trường hợp này hàm này cũng là không là toàn ánh bởi có những giá trị số thực mà chúng ta không tìm được x để fx bằng giá trị đó. Chẳng hạn như là 0, chúng ta không tìm được giá trị x bằng bao nhiêu để cho fx bằng 0 nên nó không là toàn ánh. Câu C, F là song ánh. Với câu D, chúng ta thấy nó không là song ánh. Ví dụ 4, xác định xem các hàm sau có là song ánh từ tập số thực vào tập số thực. Nếu fx bằng trừ 3x cộng 4, B fx bằng trừ 3x bình cộng 7, C fx bằng x cộng 1 trên x cộng 2, D fx bằng x mũ 5 cộng 1. Chúng ta thấy rằng câu A, F sẽ là song ánh. Còn đối với câu B, F không là song ánh bởi nó không là đơn ánh và không là toàn ánh. Câu C thì hàm cái phép gán này không xác định tại x bằng trừ 2. Do đó đây nó không là hàm và do đó nó cũng không là song ánh. Câu D là song ánh.